Bí mật bên trong bộ tài liệu Mỹ bị rò rỉ, chiến trường khốc liệt nhất không phải ở Bakhmut. Các bạn thân mến, chiến trường miền Đông liên tục có những diễn biến mới, tuy nhiên người ta tin rằng Bakhmut không còn được gọi với cái tên chiến trường khốc liệt nhất nữa. Giờ đây, chiến tuyến mới đã chuyển sang Mariinka với những trận đánh ác liệt. Song song với đó, Lầu Năm Góc vẫn đang điều tra xem ai có thể đứng sau vụ rò rỉ tài liệu mật gây rúng động nước Mỹ vừa qua để trả lời cho câu hỏi tại sao tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga lại có thể tung hoành ngay dưới mũi Washington như vậy. Tất cả những thông tin này sẽ có trong phần nội dung chính ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiến trường khốc liệt nhất không phải ở Bakhmut. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trong ngày 8 tháng 4, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở các hướng thành phố Liman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka, đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Theo bộ này, quân Moscow đã hai lần dội tên lửa, 34 cuộc không kích và hơn 36 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Tổng Tham mưu cảnh báo nguy cơ bị Nga dội tên lửa và không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine vẫn còn ở mức cao. Giao tranh ở Bakhmut vẫn tiếp tục gay gắt khi quân Nga dồn hỏa lực vào thành phố. Tuy nhiên, phía Ukraine đã đẩy lùi được 10 cuộc tiến quân của đối phương tại chiến tuyến Bakhmut trong ngày qua. Theo tờ The Kiev Independent, Bộ Tổng Tham mưu thông báo rằng trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Mariinka, một thành phố khác ở Donetsk đang dần biến thành đống đổ nát do các cuộc tấn công không ngừng của Nga. Các địa phương khác ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Kharkiv và Kherson cũng hứng hàng loạt đợt oanh tạc của các lực lượng Moscow trong ngày qua. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 8 tháng 4, lãnh đạo Crimea, ông Sergei Aksionov cho biết đã bắn hạ một tên lửa do Ukraine phóng trên thành phố Fedosia, bờ biển phía đông của bán đảo. Trước đó, ông Oleg Kruskov, cố vấn của ông Aksionov, thông báo rằng, theo thông tin sơ bộ, các hệ thống phòng không được kích hoạt ở Fedosia vào ngày 8 tháng 4. Ông Kryukov cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã bị bắn hạ, rơi xuống một khu định cư ở Crimea, song may mắn không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. Quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết trong ngày 8 tháng 4, các lực lượng Ukraine đã 18 lần khai hỏa, với tổng cộng 97 lựu pháo được bắn xa, nhắm vào các khu định cư của Donetsk, khiến một người thiệt mạng, 18 người bị thương. Các cuộc tấn công khiến 9 tòa nhà dân cư, cũng như 4 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại nặng. Mỹ bị rò rỉ tài liệu mật về Ukraine. Theo tờ The New York Times, một lô tài liệu mật mới bao gồm chi tiết các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ từ Ukraine, Trung Đông đến Trung Quốc đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào ngày 7 tháng 4. Các tài liệu về quân đội Ukraine xuất hiện dưới dạng các bức ảnh biểu đồ về số vũ khí dự kiến cung cấp, sức mạnh của quân đội và tiểu đoàn, cũng như các kế hoạch khác. Quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng, chúng là tài liệu hợp pháp của Bộ Quốc phòng, nhưng các bản sao dường như đã bị thay đổi một số phần so với bản gốc. Các tài liệu này chứa thông tin gồm hoạt động của tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga ở châu Phi, cách mà Israel cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tin tình báo về quan hệ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Nga, quan ngại của Hàn Quốc về việc cung cấp đạn dược để Mỹ gửi cho Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết, quy mô vụ rò rỉ có thể lên tới 100 tài liệu, cùng với độ nhạy cảm của chúng có thể gây ra thiệt hại lớn. Một quan chức tình báo cấp cao Mỹ gọi vụ rò rỉ là cơn ác mộng đối với Five Eyes, tức là ngũ nhãn, liên minh tình báo gồm các nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Điều đáng chú ý hơn là bộ tài liệu này của Lầu Năm Góc đã hé lộ bí mật về sức mạnh đáng gờm của lính đánh thuê Wagner và điều họ đang làm ngay dưới mũi Washington. Thông tin này được tờ báo Mỹ New York Times khẳng định. Theo đó, nhóm lính đánh thuê Wagner, nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu bền bỉ trên chiến trường, đội quân gồm các cựu tù nhân, vẫn là một lực lượng hùng mạnh, có ảnh hưởng không chỉ ở Ukraine mà còn trên toàn thế giới. Wagner đang tích cực cản trở các lợi ích của Mỹ ở châu Phi và tìm cách mở rộng chi nhánh sang Haiti, ngay dưới mũi của Mỹ, với lời đề nghị giúp chính phủ đang gặp khó khăn của quốc gia đối phó với các băng đảng bạo lực. Theo một tài liệu mật, các sứ giả từ Wagner đã bí mật gặp những người liên lạc của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 và lẻn vào lãnh thổ NATO để tìm kiếm vũ khí, thiết bị cho cuộc chiến ở Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ liệu Wagner có thu thập được vũ khí NATO hay không và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có biết về nỗ lực này hay không.
các quan chức từ chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã không bình luận ngay lập tức về vấn đề này. Ngoài ra, tài liệu thảo luận về một cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gợi ý rằng các quốc gia Tây Phi, Mali, nơi Wagner thiết lập một tiền đồn quan trọng, có thể đóng vai trò là người ủy quyền thay mặt Wagner mua vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy Wagner đã gây ảnh hưởng mạnh đáng gờm kể từ khi họ thiết lập sự hiện diện lần đầu tiên ở quốc gia đó vài năm trước. Trước chiến tranh Ukraine, người ta biết rất ít về Wagner. Mặc dù các chiến binh đánh thuê liên quan đến Wagner đã xuất hiện trên chiến trường Syria và Libya. Tuy nhiên, nguồn gốc của nhóm này vẫn còn mờ mịt và đã có tranh luận về việc liệu Wagner có tồn tại hay đơn giản là một sản phẩm truyền thông của Điện Kremlin. Sự tồn tại của Wagner và mối liên hệ của nhóm này với Điện Kremlin chính thức được xác nhận vào tháng 9 năm 2022 khi nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, người được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thừa nhận rằng ông đã lập ra Wagner. Ông Prigozhin đã xây nên một đội quân đánh thuê đáng gờm. Một trong những tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đánh giá có khoảng 22.000 lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở khu vực xung quanh Bakhmut, có thể nhiều hơn cả toàn bộ đội Ukraine dọc theo mặt trận đó. Vụ rò rỉ trên xảy ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang điều tra về việc lộ các kế hoạch mật trong xung đột Ukraine hôm 6 tháng 4. Ngày 8 tháng 4, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov cho rằng, một cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sẽ thực sự có lợi cho Nga vì quân đội Moscow sẽ có cơ hội chiến đấu trong những điều kiện thuận lợi hơn. Ông ấy đăng trên Telegram như sau. Để phản công thành công, Ukraine cần nguồn lực lớn, tổn thất mà Ukraine sẽ hứng chịu là không thể tránh khỏi. Trong khi đó, chúng tôi hiện đã chiếm được các vị trí thuận lợi và được củng cố sức mạnh. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng cho rằng Nga đã mài giũa chiến thuật và có thể dự đoán các động thái của Ukraine trên chiến trường. Theo ông, vị trí phòng thủ của Nga sẽ cho phép nước này sử dụng ít tài nguyên hơn, đồng thời nhấn mạnh cuộc phản công của Kiev sẽ giúp Moscow về mọi mặt. Đối với tình hình hiện tại trên hướng Kupiansk, các cuộc tấn công của lực lượng Nga đã đánh vào các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Grihorivka, Sinkovka, Peschanka của vùng Kharkov và Stelmakivka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Hơn 30 quân nhân Ukraine, 2 ô tô cũng như một khẩu lựu pháo D-20 của họ đã bị phá hủy. Theo hướng Krasny Liman, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga đã đánh bại các đơn vị Ukraine trong khu vực định cư Nevske của Lugansk và Zapolovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong ngày, có tới 80 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bọc thép, một tổ hợp pháo tự hành Vodivka cũng như một khẩu lựu pháo D-20 của họ bị phá hủy theo hướng này. Ở hướng Donetsk, do hành động tích cực của các đơn vị Nga, 370 quân nhân và lính đánh thuê, 3 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu cơ bọc thép, 3 phương tiện cũng như pháo tự hành Vodivka của Ukraine đã bị phá hủy. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, các cuộc tấn công của hàng không và hỏa lực pháo binh Nga đã nhắm vào đơn vị Ukraine trong các khu vực định cư của Vuleda, Kamishevka của Donetsk, Chukovka và Shevaki của vùng Zaporizhia. Tổn thất của Ukraine ở những khu vực này là 55 quân nhân, một phương tiện chiến đấu bọc thép cũng như pháo D-20 và D-30. Ở hướng Kherson, Ukraine mất 60 quân nhân, 3 ô tô cũng như pháo tự hành Akashia trong ngày. Ngoài ra, 3 kho đạn dược, vũ khí, tên lửa và pháo binh của Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực định cư Konstantinivka của Donetsk, Berislav của vùng Kherson và Orekhov của vùng Zaporizhia. Khi mà quân đội Ukraine càng thua thiệt trên chiến trường, thì chính quyền Kiev lại càng khao khát cháy bỏng hơn về việc gia nhập NATO. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, triển vọng gia nhập NATO của Kiev rất mờ mịt khi Ukraine hiện không đáp ứng đủ 3 tiêu chí nguyên tắc mở rộng NATO. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 4, Seimas, tức là Quốc hội Litva, đã thông qua nghị quyết về việc mời Ukraine gia nhập khối tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Vilnius sẽ được tổ chức vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 tới. Theo tờ Financial Times của Anh, mặc dù đã có nhiều nước ủng hộ chính quyền Kiev, nhưng cũng có nhiều nước chưa đồng thuận. Xem ra con đường gia nhập NATO của Ukraine vẫn còn rất xa. Mỹ, Đức, Hungary,
phản đối nỗ lực của một số nước như Ba Lan và các nước Baltic đề nghị dành cho Kiev mối liên hệ sâu sắc hơn với NATO trong thời điểm hiện nay và đưa ra những tuyên bố rõ ràng về việc ủng hộ tư cách thành viên của Kiev tại khối này trong tương lai. Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của khối trong suốt tuần qua đã thảo luận về những quy chế nào có thể trao cho Kiev trong thời điểm hiện nay. Nhưng các cuộc thảo luận đã có sự bất đồng đáng kể về việc có nên đưa cho Ukraine lộ trình trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Vilnius hay không. Mặc dù đã có nhiều cuộc họp về vấn đề này, nhưng các nước NATO không thể thống nhất quan điểm về việc chấp thuận rút ngắn con đường của Ukraine gia nhập liên minh này, mà điều đáng ngạc nhiên là chính Hoa Kỳ là nước phản đối các đề xuất liên quan. Trong các hội nghị đã qua, quan chức Washington đã lảng tránh các đề xuất trao cho Ukraine một quy chế gần gũi hơn và chỉ tập trung kêu gọi đồng minh gia tăng viện trợ quân sự, tài chính và viện trợ nhân đạo cho chính quyền Kiev. Để đánh giá đầy đủ về việc Ukraine xin gia nhập NATO, cần xem xét toàn diện trên cơ sở 3 tiêu chí mang tính nguyên tắc khi mở rộng liên minh. Xét trên cả 3 tiêu chí quan trọng, Ukraine không thể gia nhập NATO trong thời gian tới do chưa đáp ứng được các yêu cầu của liên minh. Cụ thể như sau. Vấn đề đầu tiên là một quốc gia xin gia nhập khối phải có sự thống nhất tuyệt đối ở trong nước về mong muốn gia nhập NATO. Nếu nguyện vọng này gây chia rẽ quốc gia thì điều này sẽ không được chấp thuận. Chính quyền Kiev hiện chưa đáp ứng được tiêu chí này khi chỉ có khu vực phía Tây ủng hộ gia nhập NATO, trong khi phần lớn khu vực phía Đông lại thân Nga, phản đối việc nước này trở thành một thành viên của liên minh được coi là kẻ thù của Nga. Vấn đề thứ hai là nguyện vọng gia nhập NATO của quốc gia này phải nhận được sự đồng ý và ủng hộ của tất cả các thành viên trong liên minh. Hiện nay, vẫn còn nhiều quốc gia, trong đó có nhiều thành viên chủ chốt của khối như Mỹ, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối việc kết nạp Ukraine trong tương lai gần, chứ chưa nói đến vấn đề ủng hộ nước này gia nhập NATO khẩn cấp thông qua con đường đơn giản hóa các thủ tục. Vấn đề quan trọng nhất là phải trả lời được câu hỏi, liệu việc kết nạp quốc gia nộp đơn xin gia nhập NATO có góp phần tăng cường an ninh và ổn định ở châu Âu và cả khối này hay không? Trong khía cạnh này, rõ ràng việc Ukraine gia nhập NATO ở thời điểm hiện tại, khi đất nước đang có xung đột với Nga là điều không thể. Ngay cả trong tương lai, khi cuộc xung đột kết thúc, nhưng mối quan hệ hai nước vẫn mang tính thù địch, thì điều này cũng rất đáng quan ngại. Ngoài ra, đã có những lo ngại về việc kết nạp thêm Ukraine có thể càng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa Bruxelles và Moscow, khiến tình hình châu Âu thêm bất ổn, khi Nga cương quyết phản đối việc NATO mở rộng về phía Đông và đe dọa sẽ có những hành động đáp trả nghiêm túc. Những vấn đề này đã giải thích tại sao nhiều nước Liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn còn khá do dự đối với đơn xin gia nhập của Kiev. Những bất đồng này sẽ rất khó giải quyết trong tương lai gần và con đường gia nhập NATO của Ukraine còn rất xa vời. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.